Bất thường ngày mình đây, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình tìm thấy được một game mà nó có cái cách bắt đầu khá là kỳ lạ các bạn ơi. Thì game này tên là Bí ẩn của Guatemala. Mình không hiểu tại sao nhá, hồi nãy là lúc mà mình vào game ấy thì game này nó thiết lập cái ID cho mình các bạn ơi. Mà thường những game thiết lập ID thì là những game online. Nhưng mà đây là một game mà mình tải free ở trên web về. Không biết là nó thật sự có chức năng online hay không? Bây giờ chúng ta thử bắt đầu vào nhé các bạn. Nó đây bình thường mà. Ở đây thấy khá bình thường mà. Game này là từ ở trên trang web của nó là mình đã thấy nó làm rất là chất lượng rồi các bạn ơi. Và cả cái đồ họa mình nhìn thấy cũng đẹp nữa. Không biết là vào trong nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ là nhập vai vào một cái nhà báo nhé. Xong rồi chúng ta sẽ đi tìm đồng nghiệp của chúng ta khi mà đồng nghiệp bị mất tích ở trong một ngôi nhà hoang. Đấy, một cái mô típ cốt truyện rất là điển hình thôi. Chúng ta bắt đầu vào nhé. Nhưng mà có điều là nó hơi... nó có kiểu mà làm hơi khác một tí các bạn ơi. À rồi, cái này là một cái thí nghiệm gì đó các bạn ơi. Một cái thí nghiệm gì đó mà được thực hiện. Đấy, thì cái ngôi nhà mà chúng ta sắp sửa vào là một cái nơi mà thực hiện những cái thí nghiệm rất là kinh khủng các bạn ơi. Và cái người bạn của mình... Ô, chất lượng á. Cái máy đánh chữ đây. The situation is urgent. I hope you can come to Guatemala ASAP. Back when we were in university, we learned about a series of inhumane human experiments conducted by the US government here. I've managed to discover that these experiments are still ongoing in secret, and I'm planning to infiltrate the facility to investigate. If you recall our promise from back then, please consider coming to reveal the truth to the world. Edres, Iglesia Católica, Sokok Rabinal. Yours sincerely, Edie. Hồi nãy giờ mình nghe cái giọng mình thấy khá là giống AI, không biết có đúng như vậy không. Bây giờ là công nghệ AI rất là phát triển các bạn ơi. Có rất là nhiều người làm game bây giờ là sử dụng AI. Rồi. Chapter thứ nhất. Bạn của mình là có vẻ là đến đây để điều tra về những cái mà thí nghiệm được xảy ra ở trong đây các bạn ơi. Nhận được thông tin và đến đây để kiểm tra, điều tra về cái thông tin. Đấy, bạn mình với lại cái nhân vật chính của mình đều là nhà báo các bạn. Rõ ràng đây là nhà hoang đúng không? Tại sao lại có đèn như thế này đây? Đây còn để 5 1 8 3 0 nữa cơ. Tốc độ chuột hơi nhanh để chậm tí các bạn. Rồi, ok. À, phải có chìa khóa, đừng nói trong đây nhé. Ui, thảo nào mình thấy chậm quá. Mở có một cái này thôi mà cũng làm animation đến mức độ đó. Hóa ra là hù các bạn. Cũng khá là ngờ vực rồi. Làm sao? À, phải lấy chìa khóa ra các bạn ơi. Phải lấy chìa khóa ra. Ôi, mới vào. Mới vừa vào nhá. Quái gì thế à? Mới vừa vào thôi các bạn ơi. Cũng chưa phải là đến cái ngôi nhà đó đâu. Mới vào chỗ này thôi, đấy cái không ổn rồi.
cái quái gì đó. Ui. Hả? Mới vừa vào mà nó hù rất là nhanh các bạn. Mà vấn đề là cái thằng nhân vật chính của chúng ta không phản ứng gì luôn. À thôi, mình biết đây là game kiểu gì nữa vậy. Game này kiểu giống như là vào nhà ma. Ồ, không phải vào ngôi nhà đó à? Giống như là vào một cái nhà ma mà ở trong khu giải trí ấy các bạn. Nó hù đến mức độ này thì chẳng có gì để sợ nữa hết. Thảo nào mình mới vào nó là mới bước vào nó đã hù ra là vậy. Không có lẽ là mình đã hiểu nhầm rồi các bạn ơi. Đúng là lối chơi của game này đặc biệt thì nó giống như là dạy đố hơn là kinh dị các bạn. À, chúng ta cần phải tìm cái gì đó để mở này. Nó giống hành động dạy đố hơn. Ấy, nó cứ liên tục hù các bạn ơi. Cái gì thế? Khá là tối à. Đấy, vừa mở đèn lên là cái con hồi nãy là đến hù các bạn rất là nhanh. Nhưng mà làm như thế cũng hay các bạn ơi. Kiểu như nó mới lạ. Hù liên tục như vậy. Hù liên tục như vậy thì có cơ may là người nào mà kiểu như là có kháng thể cũng hết hồn các bạn. Đấy, cứ để liên tục như thế này các bạn. Thả núp vào chi? Còn phải núp nữa à? Nhưng mà núp lâu thế này thì thôi khỏi núp các bạn ơi. Phải núp các bạn ơi. Có gì đó đến rồi. Ở trong cũng có nữa. Nhưng mà cái con này nó nói là nguy hiểm được có ra. Thế là giờ cái hồn ma cũng sợ hãi một cái con gì đó à. Cái quái gì thế à. Cái quái gì vậy? Kể cả cái con này cũng cảm thấy sợ hãi. Cái con nó vỡ bảo mình là phải núp đi các bạn ơi. Rồi, mình đã đến được chapter thứ 3 các bạn ơi. Ở lại là cái con hồi nãy đúng không? Không biết ở đây là con ma thiện hay là cái gì. Ngoài ma ra thì mình nghĩ là còn một cái thực thể khác nữa. Chỉ là cái con hồi nãy đã hù chúng ta, không phải hù nữa mà nó bắt chúng ta các bạn. Vậy làm sao để kích hoạt cái này đây? Đến đây xem trước rồi được. Nó có làm gì mình không? Nó không làm gì cả. Ơ? Nào? Ủa không được à? À. Đây là gì đây? Có chìa khóa ở trong đây các bạn. Đúng là game này thật sự giống game dạy đố các bạn ơi. Dạy đố kết hợp với kinh dị rồi. Ấy con đây hồi nãy là cảnh báo với mình nè. Nó cảnh báo cho mình là phải ở trong cái tủ không được ra.
Come play with me. Bảo là hãy chơi với nó. Không biết là chỗ này có con hồi nãy không mà chơi cái gì mà chơi. A fragment of a photo. Damn, sounds is coming again. Where can I hide now? Rồi, tìm xem có gì khác được không. Ờ, đây có là pin không? Có pin rồi các bạn ơi. Hóa ra cái đèn của chúng, cái đèn của chúng ta là phải có pin thì mới hoạt động được. À! What is it? A fragment of a photo. Damn, sounds it's coming again. Where can I hide now? Rồi, phải trốn ngay đây liền các bạn ơi. Sau khi lấy xong cái đó là phải trốn ở đây liền. Ấy, cái con kia là vào nữa sao? Ấy, nó lại vào nữa, rất là khó hiểu. Mà nào là dưới cái con này cũng vào các bạn ơi. Nó đứng gần như vậy mà nó không thấy mình. Rồi, cứ đi. Có cái tấm hình ở chỗ này em chưa nhặt được này. Cái là đèn hết chớp tắt thì mình mới ra được quá. Candle can't hold for long. Got look around to find something to charge the flashlight. À, đặt ở đây các bạn ơi. Gì thế? Đây là cái gì? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đặt vào kệ sách luôn. Rồi. Ghê thế, đây là hết rồi thầy ơi. Đây chính là bài demo. Đúng là game này có vẻ thú vậy đấy các bạn. Game này thì đại khái là chúng ta lúc đầu mình tự là đây là một cái game kinh dị bình thường thôi. Mình thấy là nó làm hơi đặc biệt ở cái phần hình ảnh một tí. Có rất là nhiều những cái con ma xuất hiện. Nhưng mà hóa ra đây là một cái game mà dạy đố các bạn ơi. Và yếu tố mà ma xuất hiện nhiều là để cho kiểu như là nổi bật hơn cái phần dạy đố mà ở trong một cái ngôi nhà hoang. Đấy, thì nói chung là cái cách làm thì rất là mới các bạn ơi. Bình thường là người ta sẽ hù ít, canh đúng thời điểm để hù để khiến cho người chơi cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà này là hù đã luôn các bạn. Thì game thì được đấy. Mình sẽ đợi trở ra chính thức nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này hãy vui mừng một like, đăng ký nếu các bạn người mới. Đừng quên lướt cái chuông để nhận được những hồng bông mới nhất cho mình. Nếu các bạn không biết bình luận cái gì bên dưới thì bấm dấu chấm cho phải chị đã xem hoặc chị icon để yêu mình sẽ xuống tiếp cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.